Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long, tập 26. Đấu với những người cùng cảnh giới, anh chưa bao giờ phải sợ ai. Mặc dù một thiên giao có lấy thập phương huyền cung, thứ vũ khí có thể trấn áp tất cả những người cùng cảnh giới ra, thì nàng ta cũng phải trở thành bại tướng dưới tay anh mà thôi. Nghe anh nói như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, Kim Bá Thiên đứng bên cạnh lặng lẽ giải thích: "Lão đại, cái tháp tụ linh kia chính là chỗ bế quan, trong đó có cấm chế bảo vệ, có thể ngăn cách hết thảy mọi thứ từ thế giới bên ngoài, trừ phi hắn ta chủ động xuất quan. Nếu không, dù bên ngoài có trời rung đất chuyển như thế nào đi chăng nữa, thì hắn ta cũng không biết gì cả." Nghe thấy vậy, Mộc Long suy tư một lát. "Nếu nói như vậy, thì thành ra ta bắt nạt bọn họ quá đáng rồi. Vậy thì đổi sang chọn lựa khác đi. Một là, sau hôm nay, Hội Thiên Vũ sẽ không còn tồn tại nữa. Nơi đây sẽ trở thành địa bàn của ta. Các ngươi phải lựa đi. Lựa chọn thứ hai là các ngươi đánh với ta một trận, sau đó bị ta đuổi ra ngoài." "Cái gì? Ngươi muốn giải tán Hội Thiên Vũ sao? Ngươi là cái thá gì mà dám nói ra những lời như vậy?" "Ngươi thừa biết rằng, chỉ bằng những lời nói về của mình, sau khi sư huynh Thiên Vũ xuất quan, huynh ấy chắc chắn sẽ hẹn ngươi ở trên sàn đấu sinh tử. Xem ra, ngươi cố ý muốn đánh với bọn ta một trận. Cho dù ngươi có thực lực hơn người, nhưng dám tuyên chiến với cả hội bọn ta, thật đúng là quá mức kiêu ngạo." "Không tồi, mặc dù sư huynh Thiên Vũ không có ở đây, nhưng Hội Thiên Vũ bọn ta còn có 60 đệ tử. Dù cho ngươi có thực lực cường đại tới đâu đi chăng nữa, thì cũng có ích lợi gì. Còn tên Mộc này nữa, nghe nói hắn ta dùng hai cái nồi lớn đánh ngất hơn 10 người đệ tử của Hội Thiên Vũ bọn ta. Hơn nữa hắn ta lại còn rải bột tiêu, quá thực không bằng cầm thú. Mọi người lấy binh khí ra cùng xông lên, bắt hai người này lại trước đã. Đợi 3 ngày nữa sư huynh Thiên Vũ xuất quan thì sẽ xử lý bọn chúng sau." Ngay sau đó, hai người Mộc Long và Kim Bá Thiên bị bao vây lần thứ hai. Chỉ có điều là bây giờ số người đã đông hơn lúc nãy gấp mấy lần, lại còn có binh khí trong tay. "Nếu các người đã ngu xuẩn như vậy rồi, thì ta cần giải thích, cần phải khách khí làm gì cái gì. Ta không ngại nói thật cho các người biết, ta đang lo lắng phải ôm một bụng lửa giận không thể có chỗ phát tiết đây này." Mộc Long vừa nói xong, lần thứ hai trong đôi mắt anh hiện lên thứ sấm chớp màu vàng, kèm theo đó là sự phẫn nộ. Đây là ngày đầu tiên anh đến Tiêu Dao Thần Tông, nhưng những trải nghiệm trong một ngày ngắn ngủi lại làm cho anh cảm thấy hết sức căm tức. Đầu tiên là bị cấp cao trong tông môn chèn ép, ngay cả Triệu Linh Đan cũng bị phạt, anh ngay lập tức trở thành hòn đá kê chân, đồng ý ước hẹn 3 tháng. Sau khi tiến vào ngoại môn, anh bị tiểu nhân nhớ thương. Giang Thiên Vũ của Hội Thiên Vũ lại bảo anh phải quỳ 3 ngày 3 đêm để chịu đòn nhận tội. "Ta vốn định tĩnh tâm tu hành, nhưng các ngươi lại đến trêu chọc ta. Vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho bầu trời ở chốn ngoại môn này phải đổi sắc. Các ngươi cứ việc xong tới đây là được." Giọng của Mộc Long trở nên lạnh lẽo, âm u. Cùng lúc đó, huyết mạch hỗn thế ma viên bị kích động thêm một lần nữa, gặp mạnh càng mạnh hơn. Phải chiến đấu thì ắt sẽ trở nên điên cuồng. Âm! Thần kích như ý có trọng lượng là 129.600 cân. Nhưng vào giờ phút này, nó bị Mộc Long nắm trong tay, múa may quay cuồng. Anh giống như hoàn toàn bị mê muội, chân nguyên toàn thân dâng lên cuồn cuộn, mãnh liệt, trực tiếp vọt vào giữa đám người. Lang khang, tiếng va chạm của kim loại lập tức vang lên. Ánh đào, bóng kiếm chập chờn hòa lẫn với từng tiếng kêu thảm thiết. Những tên đệ tử này tuy mạnh, trong tay còn có binh khí, nhưng giờ phút này, thứ tiên binh, tiên khí trời sinh như thần ý, như nhìn thần kích như ý trong tay Mộc Long, lại là một thứ có sức mạnh lạ thường. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, trong tay không có những vật báu giống như kiếm thực cốt băng viêm, cho nên binh khí của bọn họ chỉ cần đụng tới thần kích như ý là sẽ bị gãy nát. Kim Bá Thiên biết thực lực của mình không thể so được với bọn họ, nên đã sớm tránh sang một bên để khỏi làm liên lụy đến Mộc Long. Mà một mình anh chiến đấu với hơn 60 người giống như là cừu lạc vào bầy hổ, nhưng lại không hề rơi vào thế yếu, mặc dù có đôi khi không để ý bị chân nguyên cọ chảy máu, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Trải qua nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, chỉ còn lại một nửa đệ tử của hội có thể chiến đấu tiếp, còn lại đều bị Mộc Long đánh bị thương. Kết quả này vẫn là nhờ Mộc Long hạ thủ lưu tình, dù sao thì ở bên trong Tiêu Dao Thần Tông không thể khiến đồng môn tương tàn được.
Nếu không, dựa vào chiến lực của Mục Long, anh hoàn toàn có thể sử dụng tuyệt kỹ của mình. Tới lúc đó, rất nhiều đệ tử sẽ phải nhận cái kết cục nổ tan xác. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng, những tên còn lại cũng bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Năm đại thế lực ở ngoại môn có thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng những người có thể tiến vào đó không phải ai cũng là người nổi bật. Nhưng hiện giờ, Mộc Long bị 60 người vây đánh. Hơn nữa anh chỉ mới ở Bích Cung Cảnh tầng 1, vậy mà có thể chiến đấu đến mức độ như thế. Trong lòng bọn họ sao có thể không sợ cho được. Hơn nữa, quy mô chiến đấu bên trong hội nhất định sẽ phát ra động tĩnh lớn. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đã tiến đến xem cuộc chiến, trong đó có cả người của 4 đại thế lực khác. Thấy được một màn như vậy, bọn họ cũng âm thầm kinh hãi. Lần này có vẻ như hội Thiên Vũ đã đá vào tấm sắt rồi. Mộc Long kia rõ ràng là thiên tài chiến đấu trời sinh, chỉ có mới là Bích Cung Cảnh tầng 1 thôi, đã có dũng khí ngàn quân, thì mai sau nếu đạt tới cảnh giới như chúng ta, không biết sức chiến đấu sẽ mạnh đến mức nào. Ta đã không thể chờ nổi, muốn nhìn xem sau khi Giang Thiên Vũ xuất quan, thấy cảnh tượng đó sẽ có tâm trạng như thế nào. Cùng lúc đó, bên trong tứ đại thế lực, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo lót bằng satin nhìn chằm chằm Mộc Long hơi ngẩn ngơ. Sau đó, giữa Mộc Long và Giang Thiên Vũ chắc chắn sẽ có một trận chiến, chỉ là không biết có kết quả như thế nào. 2 năm trước, Giang Thiên Vũ đã là Bích Cung Cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn mãi không đột phá. Lần này sau khi xuất quan từ trong Tụ Linh Tháp, thực lực chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Cô gái nói xong, ánh mắt chợt lấp lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này dưới vô số ánh mắt của mọi người, khí thế trên người Mộc Long lại xảy ra biến hóa. Âm! Một tiếng nổ thật lớn vang ra từ trong cơ thể Mộc Long, khí thế trên người anh lập tức tăng lên. Đây là Bích Cung Cảnh tầng 2, hắn thế mà đột phá ngay trong trận đấu. Cảnh tượng này khiến mọi người hết sức bất ngờ. Vốn dĩ ai cũng nghĩ sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt như thế, tuy sức chiến đấu của Mộc Long rất mạnh, nhưng cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu sức lực. Mà bây giờ Mộc Long đột phá đã hoàn toàn phủ định mọi suy nghĩ trong đầu họ. Ở Bích Cung Cảnh, mỗi một lần đột phá thì chân nguyên trong cơ thể đều sẽ trở nên tràn đầy, gần như đạt tới đỉnh. Nói cách khác, giờ phút này sức chiến đấu của Mộc Long còn mạnh hơn lúc trước. Những đệ tử còn lại của hội Thiên Vũ trong lòng vốn đã hết sức kiên kỵ. Giờ Mộc Long lại đột phá ngay trong trận, không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng đè chết một con khạch lạc đà. Mới Bích Cung Cảnh tầng 1 mà đã một mình chiến 60 người không hề rơi vào thế yếu, mà bây giờ bên phía họ chỉ còn lại khoảng 30 người, càng đánh càng yếu. Mộc Long còn đột phá ngay trong trận thì có thể biết kết quả là như thế nào. Các người cứ việc dùng hết sức, ta nói rồi, muốn hội Thiên Vũ sụp đổ, muốn bầu trời ngoại môn xoay chuyển vì ta. Sau khi đột phá, ý chí chiến đấu trong lòng Mộc Long càng sục sôi, cuối cùng trận chiến kịch liệt này cũng có thu hoạch. Đây cũng là chỗ tốt khi dung hợp huyết mạch hỗn thế ma viên. Hơn nữa, trong cơ thể anh còn có một viên phệ chủng, ở một nơi có linh khí dồi dào như Tiêu Dao Thần Tông thì lúc nào cũng có thể cắn nuốt linh khí xung quanh người để bổ sung cho bản thân. Chỉ cần không dùng tuyệt học nào quá mức bá đạo thì hoàn toàn có thể dùng mãi mà không hết. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thấy ánh mắt Mộc Long càng lúc càng trở nên điên cuồng, những đệ tử còn thừa lại của hội Thiên Vũ đều không dám manh động, trong đầu lại không có chủ kiến nào, bèn hỏi một người đàn ông Bích Cung Cảnh đỉnh phong cầm trường thương trong tay. Thế cũng hỏi xong, còn có thể làm sao chứ? Không nghe hắn bảo chúng ta dùng hết sức đi sao? Các người còn sức hay không? Nếu không thì vậy thì lui thôi. Núi rừng còn đó, không sợ không có củi đốt. Người này quá mạnh, có lẽ chỉ có đợt Thiên Vũ sư huynh xuất quan mới có thể khắc chế hắn. Vị sư huynh kia vừa nói xong vừa nhìn về phía Mộc Long bằng ánh mắt hết sức kiên kỵ. Sau đó hắn ta dẫn đầu rời đi, các đệ tử còn lại cũng đi theo, kể cả những đệ tử bị thương cũng lùi lại. Mộc Long thấy vậy cũng không bất ngờ. Có điều đúng lúc này Kim Bá Thiên không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn đám đệ tử thất bại thảm hại của hội Thiên Vũ, bóp giọng nói: lẽ nào các ngươi định cứ thế mà đi sao? Dũng khí quá các ngươi đâu, hang ổ cũng không cần luôn hả? Trong hội Thiên Vũ có khoảng 100 đệ tử lại đều thua trong tay Mộc Long, vốn trong lòng đã hết sức bực bội, giờ nghe thấy giọng nói đầy đắc ý kiêu ngạo thì suýt chút nữa không kìm được phun ra một búng máu. Làm người sao có thể vô sỉ như thế chứ? Lúc trước tấn công Mộc Long sao lại quên mất cái tên béo này nhỉ?
Một lòng nghe thấy thế cũng không khỏi đen mặt lại. Người này đúng là không biết xấu hổ. Lúc đánh nhau thì chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng mỉa mai người khác thì lại cực kỳ tàn nhẫn. Toàn bộ của cải của người tu hành đều cất trong những tử trữ vật. Nên đám người Hồ Thiên Vũ vừa đi, tòa phủ đệ này lập tức vườn không nhà trống. Chỉ là nơi này cũng xem như khu vực tốt nhất trong cả ngoại môn. Bên trong có cổ thụ che trời, đình đài gác nước, thác nước chảy ngược như cá chép vượt trong môn. Đường mòn quanh co, linh khí nồng đậm. Trên hồ sen quanh quẩn từng làn sương trắng. Đây thực sự là một chỗ tu hành rất tuyệt, không biết tốt hơn đạo lư mà Mục Long tu luyện lúc trước bao nhiêu lần. Vả lại, sự tranh chấp cỡ này giữa các đệ tử ngoại môn, chỉ cần không gây ra mạng người thì tông môn sẽ không nhúng tay vào. Quả nhiên, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực để tranh thủ. Ở tông môn cũng thế, mà thế gian cũng thế. Mục Long thầm cảm khái, định sau này sẽ ở đây. Đại ca, giờ chúng ta coi như đã có được địa bàn của mình, cũng là lúc nên gây dựng một thế lực riêng, sừng bá ngoại môn rồi. Kim Bá Thiên nhìn mọi thứ, cảm giác như mình đang nằm mơ. Có lẽ lúc trước hắn ta có mơ, cũng không ngờ có một ngày mình có thể đứng ở một chỗ như thế này. Chỗ này là nơi mà chỉ có đệ tử Hồ Thiên Vũ mới được ra vào. Gây dựng thế lực sao? Cũng được đó. Kể từ đó chúng ta cũng có thể đuổi đánh người Hồ Thiên Vũ đi. Ở đây cũng có vẻ danh chính ngôn thuận. Vậy theo ý ngươi, nên gây dựng một thế lực như thế nào? Mục Long mỉm cười hỏi. Ta nghĩ rằng bây giờ đại ca đã một trận chiến làm nên tên tuổi thì đương nhiên sẽ có rất nhiều đệ tử sùng bái. Hay là chúng ta rèn sắt khi còn nóng, nói theo hội Linh Lung, tuyển số lớn nữ đệ tử. Tu hành ấy mà, phải nam nữ phối hợp song tu, cân bằng âm dương. Kim Bá Thiên nói xong, trong đôi mắt Ti Hí chợt trở nên nham nhở. Mộc Long lập tức phun hết nước trà trong miệng ra. Tuyển nữ đệ tử, nam nữ phối hợp song tu, cân bằng âm dương. Cũng nể tên đó nghĩ ra được. Đó mà là hướng về phía tu hành sao? Huống chi, Mộc Long biết nếu thực lực không đủ thì mọi thứ đều là hư ảo mà thôi. Anh định gây dựng thế lực đơn giản là vì muốn đường đường chính chính sống yên ổn ở ngoại môn, chứ không phải để tranh quyền đoạt lợi, lập bè kết phái. Suy cho cùng, anh mới chỉ đến ngoại môn một ngày, vẫn chưa hiểu hết tình huống ở đây. Giờ người có thể tin được cũng chỉ có một mình Kim Bá Thiên. Hơn nữa, 3 ngày sau Giang Thiên Vũ kia xuất quan thì đương nhiên sẽ có một trận chiến. Việc quyết định một thế lực có mạnh hay không phải dựa vào có bao nhiêu người, mà phải nhìn vào chiến lực đứng đầu trong đó. Giống như Hồ Thiên Vũ vậy, số lượng gần 100 người, nhưng không có nổi một người đánh đấm ra hồn, chỉ là không biết chiến lực của Giang Thiên Vũ đó như thế nào. Vậy ý của lão đại là... Kim Bá Thiên lại lần nữa rót trà cho Mục Long rồi hỏi. Giống như ngươi nói trước đó, ta làm lão đại, ngươi cứ làm lão nhị, cứ như vậy là được. Ngoại môn rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là một chiếc ván nhún mà thôi, hà tất phải lãng phí tinh lực như vậy. Mộc Long nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp. Bốp! Kim Bá Thiên nghe vậy lập tức vỗ tay tán dương sâu sắc. Lão đại đúng là lão đại, nghe một buổi nói chuyện của huynh mà như được thức tỉnh, rẽ bay nhìn thấy mặt trời vậy. Dừng! Mộc Long vội xua tay. Trước đó thật sự không phát hiện ra tên Thảo Mai này cũng biết nịnh hót như thế, e rằng trước đó đã được luyện tập qua rồi. Nếu đã như vậy thì đệ ngược lại có một chủ ý. Lão đại huynh dũng cảm vô địch, chi bằng chúng ta lấy cái tên hội là hội vô địch, thấy như thế nào? Nhắc đến hai từ vô địch, mắt Kim Bá Thiên sáng long lanh, tựa như rất đặt tâm huyết vào cái tên này vậy. Vừa nghe vậy, Mục Long lại tỏ ra ghét bỏ, sau đó nhìn chằm chằm Kim Bá Thiên. Sao có thể không nhìn ra được một chút tính toán nhỏ của hắn ta chứ? Tên này trước đó đã từng nói về nguồn gốc của cái tên của hắn ta, vốn dĩ gọi là Kim Vô Địch, nhưng sau đó lại đổi thành Kim Bá Thiên. Giờ lại nghĩ ra cái tên hội vô địch, đương nhiên không cần nghĩ cũng biết. Không được, cái tên hội vô địch này nghe quá tầm thường, lại không đủ bá khí, chi bằng gọi là hội Bá Thiên đi, thế nào? Mục Long nhìn Kim Bá Thiên thầm ý sâu sắc. Bá Thiên hội, đó chẳng phải là... Kim Bá Thiên lập tức hoảng hốt. Lão đại, việc này không đùa được đâu, đệ chỉ là thuận miệng nói chơi thôi, huynh tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Chỉ cần còn một ngày huynh ở trên đời này thì Kim Bá Thiên đệ vĩnh viễn sẽ là lão nhị. Ai đùa với ngươi chứ, chỉ là cái tên thôi mà. Hơn nữa hội Bá Thiên này là chúng ta chỉ có 2 người, không cần phải câu nệ như vậy, nghe thuận miệng là được. Kim Bá Thiên nghe vậy thì nhìn chằm chằm Mục Long hồi lâu rồi mới gật đầu. Được,
Vậy đệ sẽ đi làm một tấm bảng hiệu để treo lên. Nếu như nói mệnh lệnh Giang Thiên Vũ bế quan trước đó khiến cái tên Mộc Long thu hút sự chú ý của mọi người, vậy thì sau này đánh đến hội Thiên Vũ không nghi ngờ gì sẽ nhất chiến thành danh, nổi tiếng khắp ngoại môn. Bất công cảnh tầng thứ nhất một mình hoành hành hội Thiên Vũ, hơn nữa còn lâm trận đột phá. Việc này còn xảy ra vào ngay ngày đầu tiên Mộc Long gia nhập ngoại môn. Cùng lúc đó còn có cái tên hội Bá Thiên này, mặc dù chỉ có hai người nhưng vì có Mộc Long nên không ai dám khinh thường. Có điều cũng có rất nhiều người đang mong đợi, bởi vì 3 ngày sau khi Giang Thiên Vũ ra khỏi Tụ Linh Tháp, ắt sẽ có một cuộc chiến chạm trán nảy lửa với Mộc Long. 2 năm trước Giang Thiên Vũ đã nổi danh chỉ trong một đêm, tạo nên hội Thiên Vũ, mà hiện tại ngày đầu tiên Mộc Long vào ngoại môn đã càn quét hội Thiên Vũ. Tài năng của hai người này đúng là ngang tài ngang sức. Trong ngoại môn đã im lặng quá lâu rồi, đám đệ tử đó đều đang mong đợi giữa hai đại thiên tài này sẽ bùng phát ra trận chiến như thế nào. Trong 3 ngày, khắp ngoại môn đều xôn xao bàn tán. Mộc Long lại lựa chọn không thèm bận tâm, sau khi ăn đột phá cảnh giới thì vẫn luôn bận rộn củng cố cảnh giới. Sáng sớm 3 hôm sau, tại hội Bá Thiên bên hồ sen, Mộc Long mở trừng hai mắt, miệng phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần cả người dũng phát cô đọng hơn so với 3 ngày trước. Ước chừng thời gian thì đã 3 ngày trôi qua rồi, Giang Thiên Vũ đó chắc cũng đã xuất quan. Mộc Long ngưng thần nhìn về phía hồ sen, ánh mắt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, tại một tòa lầu tháp cao sừng sững sâu trong ngoại môn, trong đất cổ xưa tang thương, đại khí bàn bạc, tựa như bảo vật di truyền từ thời thượng cổ vậy. Tụ Linh Tháp nối liền với linh mạch dưới lòng đất của Tiêu Dao Thần Tông, linh khí trong đó tựa như nước chảy, có rất nhiều cấm chế bao phủ, là một nơi bế quan tu hành cực kỳ an toàn, nhưng cũng không phải đệ tử nào cũng tùy tiện vào được. Giang Thiên Vũ này có thể vào được Tụ Linh Tháp để đủ để chứng tỏ địa vị trong đám đệ tử ngoại môn. Lúc này tại mật thất nào đó trong Tụ Linh Tháp, một thiếu niên mặc áp bào đang ngồi xếp bằng, trên người không ngừng xuất hiện khí tức cực kỳ khủng bố. Người này đương nhiên chính là Giang Thiên Vũ đã bế quan tại đây 3 ngày trước. Trên người hắn ta không ngừng tỏa ra u vụ huyết sắc, bao phủ quanh người, ngưng tụ chứ không tiêu tán, không biết khủng bố hơn biết bao nhiêu lần so với 3 ngày trước. Điều càng quỷ dị hơn là hắn ta vốn có một mái tóc đen, nhưng trải qua 3 ngày bế quan ngắn ngủi đã hoàn toàn biến thành màu ngân bạch. Hắn ta đắm chìm vào trong tu luyện, hai tay không ngừng kết ấn, trạng thái này không biết đã duy trì bao lâu rồi. Đột nhiên, cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ như có thứ gì đó sắp phá phong ấn mà ra vậy. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt dường như cũng cực kỳ đau khổ, ngũ quan vặn vẹo, méo mó. Sau một canh giờ, hai mắt Giang Thiên Vũ đột nhiên mở trừng ra, có màu xám tro quỷ dị, vô cùng tàn khốc. Cùng lúc đó, sát ý vô tận cũng bạo phát ra từ trong cơ thể hắn ta. Trong ít hầu của hắn ta phát ra từng trận gầm trầm thấp, tựa như lệ quỷ hung hồn, khiến cho cấm chế xung quanh bị phá hủy. Khí tức trên người lại càng tăng vọt, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Vào lúc này, tại góc nào đó sâu trong Tụ Linh Tháp, nam tử trung niên để râu quai nón cũng đang mở trừng hai mắt. Người này toàn thân không có một tia dao động khí lực nào, tựa như hoàn toàn dung hợp với hư không. Đôi mắt đó như nhìn xuyên qua bóng tối vậy. Đầu bạc, mắt xám, xem ra tên nhóc này đã có được truyền thừa của thất sát điện thượng cổ. Mặc dù không biết là mặt nào trong thất sát, nhưng lắng đọng 2 năm, hiện giờ lại vong tinh nguyện tuyệt tính. Dùng ý niệm của bản thân để phá vỡ kén thất sát, ngưng tụ ra được một khỏa trái tim thất sát. Đi tới được bước này, sau này nhất định sẽ là người sát phạt quyết đoán. Có điều, truyền nhân thất sát tinh, tính tình hung ác tàn nhẫn, thế gian không gì là không thể giết. Xem ra hắn ta không phù hợp tiếp nhận truyền thừa nơi đó, cũng không phải là người mà ta phải tìm kiếm. Nam tử trung niên liếc nhìn Giang Thiên Vũ một cái, rồi thân hình dần dần biến thành hư ảo cho đến khi biến mất hoàn toàn, tựa như chưa từng xuất hiện. Nửa ngày sau, trước cửa hội Bá Thiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Người này cả đầu tóc trắng, trông cực kỳ dễ nhận ra, chính là Giang Thiên Vũ. Hắn ta lúc này đã thay một bộ y phục hắc bào sang một thân áo trắng, lưng đeo một thanh đao trông cực kỳ quỷ dị, còn chưa ra khỏi vỏ
càng khiến cho người ta phải run rẩy sợ hãi. Nếu như nói 3 ngày trước hắn ta như một thiếu niên giơ tay nhấc chân cũng mang theo một phong thái vương giả như thư sinh, thì khi hiện giờ khí tức hắn ta lại giống như một sát thủ độc lai độc vãng hơn, không có tình cảm, không có hơi thở. Giang Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng trên cửa, thân sắc im ắng, sau đó chậm rãi bước vào trong. Trong ngoại môn này, tin tức lan truyền cực nhanh. Vào lúc Giang Thiên Vũ xuất quan đã náo động cả lên, chỉ có điều khí tức nguy hiểm vô hình tản phát ra từ trên người hắn ta khiến mọi người không dám tiếp cận. Đợi đến khi Giang Thiên Vũ bước vào trong hội bá thiên, mọi người mới từ từ đi vào theo. Người chính là Mục Long sao? Giang Thiên Vũ bước vào trong đại điện, nhìn Mục Long, thần sắc trình bầm bình tĩnh, có chút đáng sợ. Không sai, ngươi là ai? Nhìn thấy người này, ánh mắt Mục Long hơi ngưng trọng. Bình thường mà nói, nhãn thần của cường giả cô động chứ không tan, sáng ngời có thần. Khi hai người mắt đối mắt, Mục Long liền biết nam tử trước mặt đây không hề đơn giản. Giang Thiên Vũ. Hắn ta chậm rãi phun ra ba chữ. Ngươi chính là Giang Thiên Vũ sao? Mục Long nhìn sâu vào đối phương, Giang Thiên Vũ này có vẻ không giống với lời đồn. Hơn nữa, trên người ẩn ẩn còn lộ ra cảm giác rẻ rúng, dân đen. Bị ánh mắt của anh nhìn trúng tựa như bị độc xà độc ác nhất trên thế gian nhìn trúng vậy. Người tới là muốn đánh với ta sao? Mục Long hiểu rõ nguyên nhân khiến Giang Thiên Vũ này không giống với trong lời đồn trước đó, rất có khả năng nằm trong 3 ngày bế quan vừa rồi. 3 ngày cách biệt, lau mắt mà nhìn, huống chi là thiên tài, trên người bọn họ mỗi một khắc đều tồn tại vô số khả năng. Nhưng cho dù như vậy thì ánh mắt Mục Long vẫn không hề có chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý còn vượt cả trước đó. Anh rất rõ Giang Thiên Vũ này rất có khả năng là đối thủ chân chính về mặt ý nghĩa đầu tiên mà anh gặp sau khi vào nội môn. Không sai, có điều không phải là hôm nay. Giang Thiên Vũ nói rồi, trong tay chém ra một đạo lưu quang bay về phía Mục Long. Thấy vậy, Mục Long vươn tay chụp lấy, vững vàng nắm trong tay. Sinh tử khế. Khoảnh khắc mở tấm thiệp màu đen đó ra, ánh mắt Mục Long lại lần nữa ngưng tụ. Sinh tử khế liên quan đến một nơi đại hung của tâm môn, sinh tử đài. Ký vào sinh tử khế thì sống chết do số mệnh, không liên quan đến người. Lên sinh tử đài, mỗi bên đều dựa vào các thủ đoạn, không sống thì chết. Đám đệ tử tâm môn nếu như có thù không đợi trời chung, có thể giải quyết trên sinh tử đài, tâm môn sẽ không can dự vào. Nhưng muốn lên sinh tử đài thì bắt buộc phải ký vào sinh tử khế, hơn nữa bắt buộc phải là hai bên tự nguyện cùng ký. Hiện tại trên sinh tử khế này đã viết sẵn 3 chữ Giang Thiên Vũ màu đỏ chót, đó là do hắn ta dùng máu của chính mình viết lên. Hắn ta đưa cho Mục Long một tấm sinh tử khế. Sinh tử khế, mục đích của Giang Thiên Vũ rõ hơn ban ngày, đó là cùng Mục Long lên sinh tử đài quyết chiến sống chết. Ta vẫn còn chưa tìm ra được lý do nào để đấu sinh tử với ngươi. Mục Long nhìn Giang Thiên Vũ rồi lắc đầu, không phải vì sợ mà là anh xưa nay vốn không phải là người thích chém giết. Ngay đến tại thành Hàn Giang trước đây, anh suýt chút nữa bị Tiết Văn Triệt đánh lén gần chết. Mục Long cũng chưa từng động sát tâm. Nói cho cùng, anh đánh hộ Thiên Vũ cũng chỉ vì trút bực dọc trong lòng mà thôi. Đợi Giang Thiên Vũ này xuất quan, Mục Long có lẽ sẽ chiến đấu một trận ác liệt với hắn ta. Nhưng Mục Long chưa từng nghĩ rằng phải lấy mạng hắn ta, chiến đấu một sống một còn với hắn ta. Từ giây phút ngươi làm trái với ý muốn của ta thì ngươi nên nghĩ đến có sẽ có hậu quả của ngày hôm nay. Ngươi có biết trong ngoại môn có người gọi ta là quỷ đao đồ tể hay không? Giang Thiên Vũ nhìn Mục Long vẫn giữ thần sắc lãnh đạm thản nhiên. Chẳng lẽ trong mắt ngươi làm trái với ý muốn của ngươi là nhất định phải quyết chiến sống chết với ngươi sao? Mục Long cười khẩy, anh cảm thấy tính cách của kẻ này quá đỗi tàn nhẫn cực đoan, giống như người trong ma đạo vậy. Sai, không phải là tương chiến sinh tàn, mà là đao của ta sẽ đâm xuyên tim phổi của ngươi, cắt đứt đầu ngươi. Từ khi ta vào Tiêu Gia Thần Tông đến giờ, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Ngữ khí của Giang Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh, nhưng sự tàn nhẫn trong đó lại khiến người nghe lạnh sống lưng, da đầu tê buốt. Xem ra ngươi rất tự tin. Có điều chỉ dựa vào mỗi điểm này thì không đủ khiến ta phải ký tên vào tờ sinh tử khế này.
Mật Mộc Long nhìn thần sắc của Giang Thiên Vũ cũng vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn thập phần điềm tĩnh, tựa hồ như đang nói đến một chuyện cỏn con không đáng nhắc tới vậy. Anh đã không chỉ trải qua một lần đứng bên bờ vực sinh tử. Không đủ sao? Vậy không biết còn thêm Thành Hàn Giang, Mộc Gia, Mộc Cổ Yên, Mộc Thanh Khung đã đủ hay chưa? Lần này trên mặt Giang Thiên Vũ tràn ngập vẻ cười lạnh. Trong nụ cười đó mang theo sự âm hiểm quỷ dị, không nói lên được thành lời. Người đang uy hiếp ta. Quả nhiên, nghe những lời này, thần sắc của Mộc Long đã hoàn toàn thay đổi, trở nên băng lạnh, phẫn nộ. Bất kể Giang Thiên Vũ này có thể thực sự uy hiếp được Mộc Gia hay không, nhưng từ khi hắn ta nói ra câu này, nhắc đến hai cái tên đó, đã định sẵn Mộc Long và hắn ta không chết không thôi. Rồng có nghịch lân, chạm vào ắt sẽ nổi giận. Người nhà chính là nghịch lân. Bảy gì đó. Nghịch lân là lần đầu tiên ắt nghe. Còn vảy ngược, rồng có vảy ngược. Người nhà chính là vảy ngược của Mộc Long. Anh không mong phiền phức mà bản thân gặp phải trong tông môn sẽ uy hiếp đến người nhà của mình. Nếu đây là mầm họa thì anh phải dứt khoát nhổ tận gốc.